Vâng, đó là tiếng siêu chép. Tiếng siêu chép được tái tạo bởi một đôi loa siêu chép Pioneer model là X200 vừa về với Tiki Audio. Vâng, đây là mẫu loa rất là nhiều được các bác và anh em săn đón vì là hàng về rất là ít, thỉnh thoảng về được vài đôi. Và Tiki Audio rất là may mắn sở hữu được cho mình 5 đôi. Thì đây là em bày 2 đôi ra em quay review cho các bác. Còn đây là dòng chép chống cháy các bác nhá. Và đặc biệt đây là hàng bãi Nhật, được thiết kế hình dáng rất là đẹp. Đây là dòng chép Titan cho tiếng âm chép nó rất là sáng ở giải 20 kHz, mà rất ít các loại chép nào nó có thể hỗ trợ được ở tần số 20 kHz mà nó êm sâu như và sáng như cái chép Pioneer X200. Còn thì đây là phía trước và xung quanh thì được làm bằng gỗ thông vân tự nhiên rất là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy từ cái sẹo gỗ này và vân rất là đẹp các bác nhé, vân thớ rất là đẹp. Ở đây phía sau đây model là đây chép Pioneer model X200 và công suất của nó 200W và sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm hàng đảm bảo bao zin cho các bác. Phía trong này có cái đầu đạn rất là gấu này và được phủ một lớp mạ chrome để tiêu âm những giải cao mà gây chói. Phía trước đây có logo Pioneer. Đấy, các bác thấy không, gỗ tự nhiên rất là đẹp. Cái này rất dễ trưng bày trong không gian gia đình, có những đôi loa màu nâu hay là màu gỗ gì đó, hay là không gian gia đình có những bộ ghế bộ kệ màu gỗ thì thiết kế trưng bày với đôi loa Pioneer X200 như thế này cực kỳ phù hợp. Nó thì đó là những cái mẫu chép chống cháy hàng Nhật Pioneer model X200. Và bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe nhé. Vâng, tiếng rất sáng luôn các bạn, tiếng nó hỗ trợ giải cao rất tốt. Và đặc biệt cái mẫu này chống cháy, vì thế chúng ta có thể kết nối đằng sau đây hoặc là kết nối đằng sau những cái đôi loa. Đây em đang câu đằng sau loa đây các bạn, em đang câu đằng sau loa lên đây, không ảnh hưởng gì đến trở kháng và công suất các bác nhé. Đấy, các em câu trong xong hết đi ạ. Nói chung là chép này là công suất thế thôi nhưng mà không dùng hết đâu ạ. Vâng, thì đây là nhà có chép, bây giờ tắt chép đi các bác nhé, để các bác so sánh. Đấy, các bạn thấy không, nó khá là tối luôn. Đấy, khá là tối. Đâu đây, bật chép lên các bác có thể cảm nhận nhá. Bác thấy không? Nó nghe tanh tách luôn ạ. Đấy, nghe nhạc rất là sướng, hỗ trợ rất tốt. Nói chung là tiếng chép này rất dễ phục tai chúng ta, không chói, dễ chịu. Đấy, có đẹp không ạ? Tuy hàng bãi thôi nhưng bản thân người chủ sở hữu trước đây của đôi chép, những đôi chép như thế này thật sự là quá là giữ gìn, không đẹp không tì vết luôn ạ. Đẹp không tì vết. Vâng, em đang phối ghép với một đôi loa Pioneer CS81 dòng loa 330. Cái dòng chép này công suất nó khá là lớn, vì thế có thể ghép được những đôi loa 330 các bác nhé. Vâng, một video ngắn để chia sẻ đến các bác một mẫu chép chống cháy Pioneer X200 hàng bãi Nhật. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video nhé. Các bác nào có theo dõi được video này của Tiki Audio, bên em sẽ các bác nhớ đăng ký kênh và nhớ ấn chuông. Và các bác muốn giới thiệu thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho Tiki Audio theo hai số hotline trên màn hình video nhé. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video, hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Một tiếng chép rất là thuyết phục. Xin chào và hẹn gặp lại.